Đĩa trầu chấm với môi ớt nè. Thằng này nó ghê quá, ăn đĩa trầu mà. Gớm. Ôi trời, thấy ớt không? Các bạn ơi, hồi sáng tụi mình đi bẫy rắn nè các bạn. Người được có bao nhiêu đây à? Thắt mùa rồi, giờ có bao nhiêu đây xử ăn luôn. Con này rắn 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 gì quên mày, rắn hổ hổ gì? Heo, hổ trâu. Hổ heo. Hổ trâu. Hổ trâu à? Ừ. Là con rắn hổ đó là cha của con nghé. Bữa nay hầm ba con rắn các bạn ơi, trong đây có sả đó nè, hầm sả với củ cải, bỏ sả lên cho thơm. Sắc mạnh mạnh ta lên coi, cơ bắp cuồn cuộn mà sắc yếu quá. Ta không có chọn từ nuôi. Nó sắc đi mạnh mẻ thất mày. Từ. Bắp. Ta không có chọn nuôi. Bắp. Không có chọn nuôi, tao kiếm gà mái à. Thì kiếm con gà mái mà. Bắt có ba cao này nè mà nó tròn lụi như con bồ câu mẹ mà ôm vô. Hồi nãy cái sắc bắp cải vô luôn này. Được chưa hả nữa? Nhiêu được rồi, cái có chắc ngọt. Hồi nãy tôi tính cố tình là tôi mua củ cải đỏ mà mua không có rồi, đâu mới ấy không mua quay trắng nè, mua cải trắng luôn mà sao ở ngoài này có nữa. Làm gì có ai củ sao? Ừ đó, mới hai củ đó để đít thôi, ai đâu ăn nó hỏi em mà đúng không? Có chả cả, có sò sò có cá. Thôi nhiêu được rồi. Ăn nóng súng nhau cạp à. Hồi nãy tôi tính là tôi tính mua được thêm mua cải đâu mới là được rồi. Ít không? Tao biết cả. Các bạn ơi, quá trời thơm rồi. Đã quá. Đã quá các bạn ơi. Không quất à mày? Giờ bắt đầu là để cái đuôi ai? Giờ là cắt cắt đầu. Ra các bạn ơi. Đây, ngay đây. Khúc đó là cái gì? Cái đít cái gì á? Nấu cháo ngon quá vậy. Ê, nấu cháo. Nấu cháo con kia à? Con kia à? Để bên nào gặp nó nấu cháo ngủ vô. Bên này dính con. Ê, khúc đuôi này cho tao đây giống đuôi heo quá. Đuôi heo, đuôi heo. Con lấy đôi đũa ở phía này ha. Móc này ở đây. Mày cầm đây. Thận tao thằng nào gấp đi tao cái nhìn đảo không mày? Khói bay ngùng ngút ngùng ngút kẹp quá không ấy. Lấy cái đầu đũa gắn vào cái đầu đũa hả dưa nóng. Con này sợ con một à? Hai con. Hai con. Con này ngon nè. Ơi tao nghe mùi rồi đó, mùi gì đó tao nghe mùi xả hơn là chiều tôi xong hơi. Tao ngày nào tắm xong căn đại cũng vậy vậy ơi. Có mấy thằng nó nhăn nhẹ không đủ cái cạp khúc cho đáng khúc cái độ nhí giờ hơn là dân khách nữa, khách nhín 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 là thấy ghét hả? Ứa liền nghe dán đầu nội ơi, quốc dài dài lại đi. Ừ chụp nó năm mấy phân tắt kìa rửa nó lỡ dơ hơn tao nữa để cắt cho mày tài nhỏ con. Giờ giờ ai ở đây đo ốc nè? Ốc gì? Cái ốc ốc tai nè, dạ đo ốc tai là gì? Cái sắn ốc ngón tay đó, cái gần tay á, cái gần à? Không, cái chỗ ngón tay trên mà cái ốc tròn tròn đó, cái qua tai đó. Vậy hả? À? À, ờ, ai đo không? Đo sao đo cái gì á? Đấy à? Ờ, điếm ai nhiều không? Trời. Có một cái cho mấy cái. Chọn gì điếm hết trơn luôn rồi. Ờ. Ý là nó của nó nhiều, nó chia ra giống như cái đầu mà hai sấy, một sấy vậy đó. Có ngón út mà không có đó, ai đo? Giờ đo đi coi đứa nào tóc bạc nhiều đứa nào thắng đi. À, đây. Chơi này tao có ngàn chắc rồi. Tao như không tao có một chùm bên đây nè. Giờ ra biết nhiêu rồi. Bóc lai bóc lai. Rồi gấp cục xả dục đi. Để nguyên son đây được không phải xúc luôn à. Ờ vậy đi. Thấp ngon dữ lắm, có mì không? Có mà mì mì tin. Đã chị tin nấu với không nổi. Chiều kêu mua uống rồi. Có mì kìa. Ê bỏ miếng ngắn mày. Ừ, không thấy đâu mày. Thằng này làm ăn không được chứ chứ chút xíu làm báo đi. Để như đi. Ê bỏ như ấy đi. Bỏ xả nè. Wow, quá đã quá. Cái cục mỡ, cục mỡ. Trời ơi. Cái cục mỡ gần cái ngon quá bạn ơi. Nè trứng nè thấy không? Cục thịt không? Nè thấy trứng không? Trứng gì? Trứng rắn chứ trứng gì? Trứng ngỗng. Trứng gì? Trứng giá hả? Trứng rắn. Trứng rắn, trứng này trứng nhỏ. Vậy là trứng không. Ê ê ê mình bắt ra mình thả đi. Thả trứng đi nữa mà mốt nó nở kìa.
vô miệng á. Đấy, đi các bạn ơi. Các bạn ơi, chuẩn bị nhập tiệc này các bạn ơi. Cái nồi gắn quá sức luôn. Quá sức chẳng này. Quá sức rồi. Ăn là chưa ăn nữa mà đã xúc mùi hột rồi. Đây. Thử đây, thử chứ cậu ba. Nhưng mày chửi là chui mặt á. Thử độc Kha, thử độc. Ngọt. Cái chén à, lịch sự đó. Dạ, chén con mẹ vậy. Mẹ. Ai tao kêu mày thử con gắn mà sao mày thử nước? Giờ tao thử nước trước. Vãi chưa? Chưa, để đó đi. Té ngang xỉu. Xỉu bằng. Đây mày chạy xuống từ từ. Được không? Thử cái. Tại sao có mì gói vậy? Mới bỏ vô dưới, nãy dưới, đó dưới nó chung lên. Dưới chung lên à? Ừ, dưới chung lên. Nè thấy không? Thấy đó, thấy chưa? Đó. Đồ gấp lần nguyên gói luôn. Anh ăn mà. Ờ sao thấy ghê quá mày? Nhìn ghê quá hả? Nó rụng luôn các bạn ơi. Bãi ơi, cái này là chanh dây. Chanh dây hả? À? Rồi. Cho uống nước chanh dây. Diễn giả nó sao vậy? Trụng nó luôn hả? Rồi coi ai, trời ơi, nó cắn một cái nè. Hẹ, cái chén nào vô ấy, chén vô đâu. Mày thấy nó cắn đẹp chưa, cắn cái phanh cái vô. Nè, hôm chia cho con nữa nè. Rồi quá. Trôm cho nè, nè. Rồi thấy bốn cái chén mà sao. Ngon quá các bạn ơi. Thấy ghê quá, thấy ghê quá. Ừ, ai ăn gắn ăn gì ăn, còn mày nó ăn mì. Ơi, còn mày ăn gì ăn gắn ăn mì, hay ăn củ cải? Ăn hết luôn. Muối ớt. Nó ăn muối ớt. Nó ăn muối ớt. Rồi, cái này vừa à. Này cái này cái gì giống như con đĩa trâu á mày. Đĩa trâu á, đĩa trâu á. Đĩa trâu. Ăn đĩa trâu đi bé. Thôi. Đĩa trâu chấm với muối ớt nè. Muối tiêu chanh luôn rồi, muối ớt chanh luôn rồi. Đó được nè. Đấy, uống chanh dây vô luôn nè. Thằng này thấy ghê quá, ăn đĩa trâu á mày. Gớm. Trời ơi, thấy ghê quá. Thằng này mày còn là thấy ghét coi. Thằng mày ô này ghê à. Gâu ghìa. Rồi. Được gì được, chưa ăn hết con đĩa, quất hết con đĩa luôn mới đã. Quất hết con đĩa luôn. Đi. Con đĩa, ăn đĩa này các bạn. Cho thằng quay hồi nhìn đó. Trời ơi, thấy ớn không? Thử con. Ngon quá các bạn ơi. Ngon, ăn đĩa ngon quá à. Ngon, ăn đĩa ngon. Ngon hơn rắn. Mà lâu lâu mới được con, chứ không có nhiều. Nói giờ mới ăn thịt rắn luôn các bạn, ăn thử rồi. Bởi vì nhà có đẻn, ăn đẻn rồi chứ không. Thôi đừng cho ăn, đừng ăn. Ai cho ăn, ăn thử mà. Cạp kìa, thấy ham quá. Thèm quá các bạn ơi, mà tụi nó không cho mình ăn, tụi nó bắt mình quay không mà các bạn. Cái nước ra quá trời luôn ha bác. Cái nước ngon không biết. Thịt nó ngọt tươi luôn. Ngọt, thử cái nước này. Nước bả tên im mà. Thử thêm dần thêm hai thử một cục các bạn ơi. Thấy tụi nó ăn thèm ghê quá. Tao quay nè. Nhìn đá không các bạn? Trời ơi, gắn nè. Mẹ ăn về đêm nay mát cái mã chuồng luôn. Chắc nghỉ quá, tối nay chắc ở chuồng. Ý đồ, mới nói ở chuồng, mô hả? Trời đất ơi, cũng mèo. Trời đất ơi, trời hết muốn ăn luôn à. Mèo làm giật mình mắc địch. Mày ăn con đĩa rồi mới ăn con đĩa rồi làm cái hết muốn ăn luôn. Mời tất cả các bạn ha. Muốn ơi, mẹ muốn ăn thì trả người ta luôn đi khỏi ăn. What? What the fuck? À, ác kìa các bạn ơi, nó ác kìa, nó chơi nó giành luôn kìa. Mày ăn nha. Thôi, nó nói vậy thôi, ngu à, không ăn nhịn đói sao? Gung tay, đó giờ không ăn gắn gung tay. Chụp tấm gửi vào trong đàn cho nó thích chơi. Đàn. Các bạn ơi, mời tất cả các bạn nha. Cái cục này bự bự rồi lên. Thèm quá. Cục bự bự rồi lên đây khè nhũ đàn cho nó rước mặt coi. Cái tội mê dạ không mê cái nồi nè. Nhà còn không? Dạ. Còn. Rồi lần đầu tiên ăn mê. Còn mê mà ăn nó, tao ăn nó hả? Đã quá, đã quá. Nhà tao còn có mười mấy ký nữa đó mày ăn nhắm nổi á. Đâu lắm. Mày ăn nhắm nổi á. Đã quá các bạn ơi. Nói chung bữa nào rảnh á nấu cháo á, rảnh ra ngồi làm á, tập trung nhau làm mấy con kia nấu cháo á, con mới đã.
Nè nè, cái thằng này nè, là nó đi bắt gắn nè. Mà nó ngu lắm, nó bắt gắn chứ nó không ăn. À đồ. Kỳ vậy đó. Mày thấy cái gì chưa? Không ăn. Cục gì? Cái đuôi đó. Chết mẹ, nó không biết ăn gắn mà ăn cái đuôi. Cái thằng thiệt là tình. Còn này là chủ nhà nha. Anh Ba Khía. Chào mày ha. Nãy giờ quên chào. Rồi, chào. Mời các bạn Liên nha. Vô, vô. 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 Uống lên nè. Uống lên nè. Vô. Nè. Vô. Ra nhà anh Ba Khía đã cho chanh dây các bạn ơi, chứ không phải là rượu nha. Sao uống ly ăn gắn vô sao? Đó. Ủa sao ăn rồi mày uống nữa mày không ở chuồng? Nãy nó nói gắn này ăn mát ở chuồng mà nãy giờ nó ăn rồi nó không ở chuồng. Mày nói với tao đâu có nói đâu. Tao nói hồi nãy mày nói mày mát. Tối nay ở chuồng. Mày nói chưa, tao chưa có mát chứ, tao nói thôi chưa có mát. Biết khúc này khúc gì chưa à? Không biết. Khúc gần đuôi à? Khúc đó ngon, mỡ. Mà. Đâu? Mỡ đâu? Nó mập. Vô các bạn ơi. Khúc đó ngày cái gì? À, ngon, 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 ngon quá, bốc tai luôn rồi. Đã quá. Cái gì đó đựng xương hả? Cái đĩa lì đựng xương mới bỏ ngoài mà thôi. Nhai không? Ăn ăn một khúc đẻn vô cốc rượu rồi phê lắm các bạn. Vô. Vô. Ăn một cốc đẻn vô một miếng rượu. Gắn gắn cái đẻn vậy. Được. Quất cá nữa. Quất gắn nữa các bạn. Mấy nhà ra có gắn 17 năm mà không ăn mà đợi ăn con gắn có năm có mùa chứ. Gắn 19 đâu chứ đâu nào. Gắn đó để dành để tao like tao giống nè. Vô các bạn ơi, quá đã. Ê, bự quá mày. Con gì vậy? Gắn. Nha. Mày nhảy ăn gắn cho con đẻ đâu. Nãy giờ nó đâu cho ăn gắn đâu. Để ăn gì? Cho đĩa. Nó ăn đĩa mà. Nãy giờ nó ăn đĩa rồi á, đâu cho ăn gắn đâu. Cho ăn gắn rồi đâu. Thôi giờ dứt cục đi. Nè. Bây giờ tao mới không biết, tao mới hỏi. Ăn cục gắn đi. Nãy giờ ăn đĩa hoài thôi nghe. Nãy giờ nó có cho ăn đâu. Cho ăn đĩa đi. Đĩa bự đĩa nhỏ nên ăn đĩa không à. Bởi vậy người nè, từ trên xuống dưới nè các bạn nhìn giống y chang như con đĩa. Y chang như con đĩa luôn. Quay toàn diện mà. Ngon quá các bạn ơi. Nè, vô. Quyến làm cái chén này. Dư Quyến á. Dư Quyến ơi. Ăn đẻn Dư Quyến ơi. Mà gắn là Dư Quyến. Đẻn, đẻn. Dạ. Vì không ăn à? Vì thông cảm để mấy anh em. Dạ. Tính đâu chị ăn đủ ra cho ăn chơi. Mì mới không lại ăn. Vì ăn mì không chị? Mì đó. Ăn mì rắn chị. Chị Ba ra ăn mì rắn chị Ba. Chị Ba đâu. Không, không cần ăn đũa luôn, ăn bóc luôn mới ghê các bạn. Ăn đẻn là phải ăn bóc. Đẻn bóc gắn. Đẻn gì gắn, đẻn đẻn hoài. Ê, nãy giờ ăn con đĩa rồi, giờ quay qua ăn thịt gắn thấy sao? Ngon quá bạn ơi. Ngon quá à. Phê quá. Chắc ăn tối nay ngủ bận quần. Bận quần hả? Bận quần. Gặp có vợ cái cổ quần liền à. Đâu mấy có vợ cởi quần. Dễ gì nó cho để quần không mà. Sợ nóng nó lan tỏa khắp nơi. Đúng rồi. Ăn cái khúc đầu nó thử ăn. Nãy giờ ăn khúc đít không chút à. Chút nhớ nhất, tao lấy cái can nè trời. Cầm luôn. Nói cái ăn rượu luôn với tôi quên. Tao lấy can. Tao chú ý cái can nè. Giờ đừng có thêm đi đâu. Đã không? Trời làm bên nhai. Nó diễn chưa được. Trời. Khóc luôn các bạn ơi. Ngon quá khóc. Quá đã. Còn quá trời luôn nè. Ăn quá bốn... ngon. Bốn thằng sao ăn sao hết. Quay dĩa xương nè. Ăn thằng nào đấy ăn dĩa xương canh này. Xương đó này nè các bạn ơi.
Băng mình là chủ yếu là ăn không nha các bạn, chứ uống không có nhiều nha. Quá sức này cái dĩa luôn. Quá sức chăng này. Ăn sạch nhất luôn các bạn ơi. Quay lên em. Coi anh ba khía ăn kìa. Bên kia cạp nó dữ kìa. Này nữa nè. Trời ơi, cạp thấy ham chứ. Không mà tao thích nè. Sang nó ngồi tướng kìa. What? What the fuck? Chị chia lại. Đây vậy đó. Thì đó. Ngồi tướng. Lộ nghe. Tướng đẹp hết biết. Nãy mới húp đầu, quýt vừa cái nó ngọt hết cái này. Ngọt nha. Bây giờ thử nghe bên kia đã nha. Không phải. À, anh bên kia dẫn đi. Nhà của anh ba khía thôi. Còn đãi là thằng này đãi. Đãi là đại điện, không đại gắn. Bữa nào đãi ba khía đi. Bữa nào anh khía dắt các bạn đi sau ba khía. Ba khía hầm. Ừ, ba khía hầm. Đứa nào? Cái này. Ê, cái này là một hồi mình đem vô mình hầm tiếp nè. Rồi mình ra đây mình gặm xương. Làm thêm món mới nè. Làm thêm món mới. Mình lợt lại. Rồi đem ra hầm gặm xương nữa. Dữ à. Có đâu. Mình hầm cái đầu. Trúng mày, trúng mày. Trúng mày lại. Hẩu hẩu luôn á. Hẩu hẩu á. Các bạn ơi, và video thưởng thức gắn của tụi mình đến đây sẽ kết thúc nha. Bye bye. Và các bạn thấy hay thì hãy like và đừng quên nhấn nút đăng ký nha các bạn. Yo. Bye bye.